Xin chào tất cả các anh em đam mê dòng xe xì bo hai thầy nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em biết cái lồng lỗ với cái lồng Singer Aki, tất cả đều hàng theo xe nha. Nó khác nhau chỗ nào? Vì sao kêu là lồng lỗ? Đây, phân biệt chỗ này nè. Trước tiên là lồng lỗ nè, chỗ 120 cm nè. Đây nó có cái lỗ nè. Đây là của xì bo, đây của Aki không có nha, nó bằng. Đây có lỗ. Clip này mình sẽ quay chi tiết cái này, cái lồng lỗ xì bo này, còn clip sau thì mình quay chi tiết cái này, lồng lỗ này. Hai cái lồng lỗ này, lồng lỗ với lồng Singer này đều có bán, Aki có bán hết đó nha. Anh em đã mua thì liên hệ nha. Trái bích tông zin của nó luôn. Đây nó có cái ký hiệu cái bông nó hơi tối quá không có đây đó, có ký hiệu nè. Còn mấy cái trái mà không có này là không phải theo theo xe nha, trái bê tông Attenda luôn nha, còn rất là đẹp. Không gờ không lắc, lồng zin chưa đóng sơ mi lại luôn đây, Attenda. Nếu đóng sơ mi rồi mấy cái này nó không có được bằng với nhau nha, nó sẽ có lõm hay là nó bị chình chình chút xíu nha. Sơ mi zin lỗ cổ bô răng cỏ còn đẹp, bắt còn được, có xấu chỗ này mà về ngoài nhưng mà bắt ốc vô thì không thấy, không có bị tuôn bị gì hết nha. Khác với cái hàng hàng lồng Singer Aki chỗ này nữa, đây có cái đường rãnh như hai cái sợi râu con dế vậy đó. Đây còn hàng Singer Aki thì không có, nó có 21D7 rồi, có cái vòng tròn gạch ngang qua này là Aki, Singer thì cái này nó lõm vô gạch ngang qua, cái này cũng Attenda luôn. Rồi bữa clip sau quay chi tiết cái này đó. Một cái thì giá trị cao, một cái thì giá trị vừa vừa. Cái này con ruột, còn cái này là con ghẻ. Tại sao kêu con ruột con ghẻ? Cũng chất lượng như nhau, đầu mình tay chân như nhau hết, nhưng mà một cái thì được người ta ưa chuộng, xì bo được ưa chuộng thì cái này nó được lên giá. Đó, cái này giá nó cao, còn cái này thì giá không có cao, vài triệu rồi, còn cái này là mười mấy triệu. À, cái hàng con ruột này thì được cưng chiều, đậu một chỗ uống cà phê, lâu lâu đi ra hàng dòng uống cà phê, đậu một chỗ nẹt bô chơi lồng lỗ Attenda này, có ít có ai mà dám đi phượt đi tour đồ bụp xẹt á. Còn này lồng Singer Aki giá trị thấp, mua về bào tour thoải mái bụp xẹt các kiểu, lúp là bỏ, bể là bỏ, không có sợ đi phượt các kiểu đó. Mỗi người mỗi cái cách chơi khác nhau. Đây lồng lỗ quay chi tiết nha, lỗ bu lỗ xăng chưa có đụng chạm gì hết. Lồng còn đẹp, trái còn rất đẹp, chưa móc lỗ bô lỗ xả gì hết nha. Rồi anh em nào thích thì liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo 0924 39 39 39. Lòng này mua về đậu đậu chỗ chùi rửa uống cà phê. Mua mà để đi trải nghiệm phượt tour các kiểu thì chơi cái lồng này giá trị rẻ hơn vài triệu thôi, còn cái này là mười mấy triệu, 17 triệu nha. Anh thích thì liên hệ qua số điện thoại 0924 39 39 39 hoặc là Zalo nha, có gì thì alo chứ nhiều khi nhắn tin mình lười trả lời ha, alo qua số Zalo cũng được.
chưa có rửa gì hết á, rửa lại là mới cáo đẹp lắm. Chế bê tông là không có gơ lắc gì hết nha. Đó. Còn rất đẹp, dễ gắn là xài thôi. Rồi anh em nào cần thì liên hệ nha. Clip sau thì mình quay chi tiết cái lồng Singer Aki hơn. Còn cái này, clip này thì giới thiệu cái lồng lỗ xì bò thôi. Rồi anh em nào cần thì alo nha.